quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Xuân ơi, đứng lên đáp lời Xuân ơi. Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếng gì thân sống. Vì tương lai của dân cùng sông pha khói đen, làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bề, cho thầy phơi trên hương giáo. Thu nước đầy màu đào đen bao, nói giáo luôn biết phải thần giải quy. Người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người Việt Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mong biết thần dưới cờ. Công dân ơi, mong làm cho con bờ hoa cơn tàn phá vẻ vàng. Nói dâm xứng danh ngàn năm dâm dâm là hồng. Một phút hoàng liệt để tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tự do cho đất nước và dân tộc. Phút hoàng liệt bắt đầu. Phút hoàng liệt thân thiết xin mời quý vị an toàn. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu ở trên phía bàn chủ tọa. Đó là người thứ nhất là ông Phạm Đức Hậu. Phạm Đức Hậu là phó chủ tịch của Ủy ban Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, cũng là Việt Nam Cộng Hòa Foundation, cũng là Ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Người thứ hai là Trung tá Nguyễn Quang, lực lượng đặc biệt. Và Trung tá Nguyễn Quang cũng là phó chủ tịch về đội vụ của phong trào. Như là cái mục đích mà quý vị biết là trong cái tuần lễ trước đây, tức là vào ngày thứ sáu 25 tháng 10, thì chúng tôi ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại của chúng tôi đã được cái sự bảo trợ của thượng nghị sĩ John Money đã bảo trợ để cho có một cái cuộc tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Thì trong cái việc tường trình này như thế nào chúng tôi sẽ trình bày sau một chút sau cái phần phát biểu để mà chào mừng quý vị cũng như là giới thiệu quý vị về những cái hoạt động của ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Đã xin mời ông Đức Hậu. Dạ, bây giờ kính thưa tất cả quý đồng chí và quý đồng chí. Thưa quý vị, từ cuộc đấu tranh của chúng ta trải qua 44 năm sau ngày năm 1975 đến nay thì đã hơi dài, nhưng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh bằng phương tiện này, bằng phương tiện khác. Cái việc mà chúng tôi trước đây đã làm, như là 93 năm khi chúng tôi đã phải về trong nước để mà làm một cuộc cách mạng cổ động, chứ không phải là quân ngoại, nhưng chúng tôi đã thất bại. Và bây giờ lại trở lại, chúng tôi lại tiếp tục cái con đường ở ngoài này, tức là chúng ta đấu tranh bằng pháp lý. Làm sao thì hiện tại bây giờ là chúng ta phải đi đầu với Cộng sản một cách rất là khó khăn. Tất cả những nước phải đáng chú ý trong cái việc Paris năm 1973, đến cái chỗ chúng ta bắt cái chủ quyền Việt Nam, Cộng sản đã vi phạm hai cái hiệp định Geneva và Paris là đều vi phạm hết. Thì ngày hôm nay chúng ta cái thời buổi này, cái giai đoạn này, cái giai đoạn như chúng ta đã biết, tình hình trong nước bây giờ nó đang lên đến cái hồi có thể rất là gây cấn, vấn đề Trung Cộng, vấn đề biển đảo, vấn đề môi trường ở trong nước, thì chúng ta đã thấy rằng cái thời gian này là thời gian cũng đem lại cho chúng ta những cái sự mà khi có một hy vọng, một sự thay đổi có thể là nhanh chóng. Cái năm 75 nhanh như thế nào thì theo cái sự hiểu biết của tôi, một điều hoạt động thấy rằng giai đoạn này, giai đoạn nó có một cái sự thay đổi rất là nhanh chóng, mà chúng ta cố gắng để mà hoạt động, chúng ta có phương tiện ở ngoài này, chúng ta phải làm để
cùng với người trong nước, anh em trong nước bây giờ người ta đã tuôn đầy cả hàng trên 100 người xã hội dân sự về môi trường mà họ đã chấp nhận đi tù, thì chúng ta ở ngoài này không có lý do gì chúng ta ngồi yên để cho cái vấn đề sôi động hiện tại trong nước người ta đang nhìn ra ở ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm một cái gì để cho trong nước họ tin tưởng rằng chúng ta họ có một sự hậu thuẫn của chúng ta phải làm. Đó là cái điều mà chúng ta cố gắng mặc dầu 44 năm đó hơi mệt mỏi, nhưng cuộc đấu tranh nó phải là bền bỉ. Cũng như chúng ta thấy rằng cái việc mới xảy ra đây là cái đế quốc Ottoman đã giết cả 1,5 triệu người Armenian, mà người ta đang nghĩ rằng nó không ai đấu tranh cái vấn đề đó để lên án cái đế quốc Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thì chính quốc hội Hoa Kỳ cách đây 2 ngày đã họp và bây giờ đang ra một cái gần nghị quyết để lên án cái diệt chủng của cái người Thổ Nhĩ Kỳ, cái đế quốc Ottoman thế kỷ 15 với Armenian. Thì cái việc mà hiệp định Geneva, hiệp định Paris là chính, tôi là cái người ở trong tù trong chuyện 93-98 của người này, thì 95 thì chính cái cuộc họp báo tôi coi trên TV của họ, tôi được gặp quá cả những người nhà của nó, thì họ đã họ thảo luận, tức là cái người mà họ đi làm cách mạng về hưu rồi, họ thảo luận về cái hiệp định Paris và Geneva, họ đã nói lên cái câu là có nhiều điều kiện bất lợi cho cộng sản. Vậy bất lợi đó là gì? Thì chúng ta đã thấy cái bất lợi của cộng sản đó là vi phạm tránh trời. Ngay cái xe tăng mà cắm vào dinh độc lập, cái đó là cái bằng chứng là cái sự vi phạm của cộng sản Bắc Việt đã vượt qua biên hải mà đã tấn công Việt Nam. Và cái hiệp định Paris là cái hiệp định đình chiến, nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta cộng sản đã không toàn những điều đó. Cũng như ngày nay chúng ta thấy là những cái gì mà Trung Cộng luôn làm tương chối bỏ về vấn đề luật pháp quốc tế, thì người Mỹ cái giai đoạn này giai đoạn sáng tỏ để cho chúng ta có thấy có một cái chính quyền hiện tại bây giờ là cái chính quyền muốn xóa bỏ cái chủ nghĩa sau cùng chủ nghĩa trên cái thế giới này, thì không có lý do gì mà chúng ta không hoạt động mạnh lên, bởi vì cái thời cơ nó đến là chúng ta để nói chuyện với Trung Cộng lấy lại biển đảo, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa với đủ pháp lý và tư cách để làm được. Và sau đây chúng tôi xin mời anh Sinh lên để trình bày những cái sự việc mà các anh hợp tác với một số anh em ở trên Hoa Kỳ Dũng để cùng với các cái người Mỹ trong những chiến cuộc của Việt Nam vừa qua, để chúng ta có một sự hậu thuẫn để đuổi theo cái công việc đưa cộng sản ra và các nước đã ký trong cái hiệp định Paris ra quốc tế. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời anh Sinh. Thưa quý vị, trong cái để chúng ta xem ở trong cái lịch sử của về chiến tranh Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, thì chúng ta biết rằng là trong cái thế giới mà học sinh trung học hoặc là những cái giới lớn hơn nhìn thấy trong cái lịch sử của chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì chỉ có một vài dòng rất là ít nói về Việt Nam Cộng Hòa, và trong đó họ chỉ nhắc nhở những cái trận đánh, một vài trận đánh giữa Mỹ và Việt Nam, tức là Bắc Việt. Và trong khi đó chúng tôi đã tìm cách để mà nói lên cái điều này, và đó là một cái trong một cái hoàn cảnh rất là lịch sử, tức là sau 44 năm lần đầu tiên chúng ta mới có một cái tiếng nói ở tay ngay tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Và Quốc hội Hoa Kỳ quý vị biết là một cái diễn đàn chính trị, nên là một cái diễn đàn chính trị quan trọng ở tại Hoa Kỳ và cũng có liên quan đến toàn thế giới.
thì trong cái ngày 25 tây tháng 10 vừa qua, tức là tuần lễ trước đây, thì ủy ban của chúng tôi đã được sự bảo trợ của thượng nghị sĩ John Cornyn. Đây là một thượng nghị sĩ liên bang ở tại Texas đã bảo trợ để cho chúng tôi có một cái cơ hội, nghĩa là tường trình về vấn đề Việt Nam Cộng Hòa tại cái gọi là Dissension Center Office Building. Cái địa điểm này là cái địa điểm mà Hoàng Chí Phong ở từ Hồng Kông đã có một cái cuộc điều trần ở ngay cái tại địa điểm này. Địa điểm rất là rộng và rất là đẹp, và nó nằm trong cái khu gọi là Dissension Center. Thì chúng tôi xin mô tả là cái số người tham dự trong này hôm đó, trong tuần lễ trước đây, vào khoảng 70 người. Cái thành phần mà báo chí quốc tế cũng có một số người trong cái gọi là truyền thông của quốc tế. Về truyền thông bên về phía Việt ngữ thì cũng có một vài đài truyền hình cũng đã đến tham dự, và họ đã lấy những cái hình ảnh đầy đủ trong cái ngày hôm đó. Về cái thành phần diễn giả, trong thành phần diễn giả thì trong cái tập này tôi đã có gửi đến quý vị, đây là một cái tập program mà chúng tôi đã phổ biến trong cái ngày nói trên, tức là trong cái ngày mà tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ vừa qua. Và trong cái việc này, trong cái ngày hôm đó thì quý vị biết là chúng tôi hoàn toàn dùng bằng tiếng Anh, không có tiếng Việt, chỉ có cái bài quốc ca Việt Nam khi chúng ta hát lên là bằng tiếng Việt, ngoài ra là hoàn toàn bằng tiếng Anh, bởi vì chúng ta làm là để nhắm về thế giới truyền thông cũng như thế giới chính trị tại Hoa Kỳ. Và trong cái program, tức là cái chương trình mà diễn giả trình bày đó, thì nó gồm có trong này là có ba vị tướng của Hoa Kỳ. Ba vị tướng này là từng là nghĩa là cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam. Người tướng thứ nhất đó là ông George Floyd. Người thứ hai là ông Thomas Weber. Người thứ ba là ông Robert Smith, và có thượng nghị sĩ Dick Black, cũng như là một người nữa là hội trưởng của một cái hội cựu chiến binh của Hoa Kỳ ở tại Fairfax, Virginia, địa bàn Virginia. Tức là có 5 người Mỹ đã phát biểu trong cái chương trình vừa qua ở tại cuộc tường trình tại Quốc hội. Và trong đó về phía Việt Nam thì chúng tôi có một người, thứ nhất là đại diện cho về phía cộng đồng Việt Nam, nói chung là cái cộng đồng Việt Nam, thì đó là ông Nguyễn Hùng Lân. Ông Nguyễn Hùng Lân này là chủ tịch của một cái cộng đồng ở tại vùng Hoa Thị Đố, tức là ở Richmond. Và người thứ hai là có thể nói là đại diện về phía quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, tức là Trung tá Nguyễn Văn Lân. Trung tá Nguyễn Văn Lân là thuộc lực lượng biệt kích 81, và Trung tá Lân cũng là một sĩ quan võ biệt. Và ngày hôm đó thì phải nói là được cái sự hỗ trợ của các cộng đồng ở tại Hoa Thị Đốn rất là nhiều. Đó là hội cao niên của người Việt ở tại vùng Hoa Thị Đốn. Cái hội thứ hai là cái hội phụ nữ người Việt, phụ nữ Việt Nam ở tại Hoa Thị Đốn. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm của cộng đồng ở tại Richmond, gồm có những người quân nhân và những người dân. Và cái nhóm thứ tư mà chúng tôi ghi nhận đó là cái nhóm của hội võ bị, tức là những người này là trong cái gia đình của võ bị quốc gia Đà Lạt, nhưng mà khi đến không có phải đến với tính cách là của hội võ bị, nhưng mà đây là những người gọi là những cá nhân đó. Nhưng mà điều này chúng tôi rất là hoan nghênh, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong cái việc này đó, là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ít ra cũng đã có mặt đó, cũng đã có mặt. Và cái nhóm thứ tư, thứ năm đó là cái nhóm của những người mà đến từ Houston, đến từ Boston, đến từ Canada, đến từ California.
đã đóng góp thêm cho cái số người tham dự trong cái ngày tổ chức vừa qua ở tại Washington DC. Về cái nội dung mà thưa quý vị, chúng tôi cũng đã có phổ biến đến cho quý vị biết là cái vấn đề quan trọng ở đây đó là sau một cái thời gian chiến tranh để lại biết bao nhiêu là những cái hiểu lầm, những cái rất là đáng tiếc, cái đáng tiếc thì đó, phải nói là nói thẳng ra đó, là chúng ta không có sợ là Hoa Kỳ bỏ rơi chúng ta hay là Hoa Kỳ phản bội chúng ta. Đây là những cái lời lẽ mà không biết từ đâu đã đưa đến cái câu nói này đó. Lên án Hoa Kỳ là phản bội đồng minh, lên án Hoa Kỳ là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cô Tâm An cũng như anh Bạc, anh lật qua bên kia, anh lật qua bên kia, anh lật qua bên kia, anh lật qua bên kia. Đăng ký cái phút phim phải không Tâm An? Phút phim mà đã download từ ở trên Washington kìa. Yeah. Cả video và cả picture. Có cái phim đó chứ hả? Dạ có, okay. Có chứ mấy. Xin cảm ơn. Thì cái việc mà chúng ta biết là cái sợ của chúng tôi đó là cái người Mỹ họ quên cái Việt Nam Cộng Hòa. Mà thật sự như vậy thưa các anh chị, tức là chúng ta để ý là chúng ta thấy là năm đời Tổng thống Mỹ đều không có nhắc nhở đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa. Năm đời Tổng thống Mỹ đó là ông Bush con, ông Bush cha đó, rồi đến ông Obama, đến ông Bill Clinton, rồi đến ông Obama là bốn, và đến ngay cả ông Donald Trump. Mà hiện nay quý vị biết rằng chúng ta cũng nhìn thấy rằng Mỹ bây giờ đã quay trở lại để mà có thể nói là có những cái cử chỉ để mà nên là ve vuốt Cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ nghĩ rằng chỉ có Cộng sản Việt Nam mới có thể là một cái tiền đồ để mà ngăn chặn Trung Cộng. Nhưng mà họ cũng biết rằng là Cộng sản Việt Nam là đệ tử, là cái người mà gọi là cái sân sau của Trung Cộng. Và những cái điều đó thì cho thấy cái điểm quan trọng của chúng ta trong cái ngày mà 25 tháng 10 vừa qua, thì chúng ta đã mạnh dạn lên tiếng sau một thời gian khá dài về vấn đề lịch sử chiến tranh Việt Nam. Chúng ta muốn nhấn mạnh với lại Tổng thống Donald Trump cũng như nhân dân Hoa Kỳ và trên thế giới hiểu rằng cái cuộc chiến vừa qua không phải là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, không phải là một cuộc chiến tranh nội chiến, cũng không phải là một cuộc chiến tranh gọi là Việt Nam hóa hay cái gì cả. Mà đây đích thực là một cuộc chiến tranh xâm lăng bởi Cộng sản Việt Nam. Chủ đạo chính yếu là Cộng sản Bắc Việt với sự tiếp tay của Việt Cộng và Tàu Cộng. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là chúng ta nhắc nhở lại cái vấn đề đồng minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và chúng ta không quên là chúng ta cảm ơn cái nước Mỹ đó. Và xác nhận rằng cái cuộc chiến đấu mà Mỹ đã đến Việt Nam là một cuộc chiến đấu chính nghĩa. Khi mà họ đến Việt Nam để miền Nam Việt Nam để mà bảo vệ cái tự do, cái tiền đồ chống cộng tại Đông Nam Á, chứ không phải là họ xâm lăng như cái lời nói tuyên truyền của Cộng sản Bắc Việt. Rồi một cái điểm nữa mà chúng ta cũng nhấn mạnh ở đây là cái việc mà những cái thành phần mà sở dĩ mà cái lịch sử chiến tranh Việt Nam đã bị hoen ố, đã bị nhục nhã, đã bị như là thu chuộc, đó là do cái thành phần phản chiến. Các chị biết là thành phần phản chiến là ai? Những thành phần phản chiến và khuynh tả. Những thành phần này cộng với cái giới truyền thông mà gọi là truyền thông mà hồi đó chúng ta đặt tên là truyền thông bất lương. Những người này đó, có thể là họ đã nhận những tiền bạc vận động tuyên truyền của
của Nga, của Tàu để mà bóp méo cái vấn đề chiến tranh. Những cái khai thác, những cái tin tức của mình, những cái tin tức của mình họ đi theo với mình. Nó đau khổ một cái là họ đi máy bay trực thăng với mình để nhảy ra ngoài chiến trường để mà ghi nhận những trận đánh này, trận đánh nọ. Chứ họ không có dám đi về cái phía vùng bên Cộng sản để mà làm những cái phóng sự. Nhưng mà khi mà ghi nhận những phóng sự này rồi đó, về thì viết nó lại đổi khác đi, bẻ cong cái ngồi đúng. Để cho viết vẽ ra là một Việt Nam Cộng Hòa thảm bại, đánh giặc thì lại đầu hàng, tham nhũng thối nát đủ thứ cái. Đó là cái, phải nói là một cái điều hết sức là vi phạm. Nhưng mà sau này, sau một thời gian, quý vị biết rằng là từ cái sự sụp đổ của một nước Việt Nam Cộng Hòa, cái sự sụp đổ nó kéo dài cho đến giờ phút này. Nó kéo dài đến giờ phút này, một cái hộ chứng mà gọi là một cái vấn đề tâm lý. Có nghĩa rằng là thế giới ngày hôm nay người ta đã chú trọng về nhiều về vấn đề mà thực chất, về vấn đề vật chất, chứ không phải là chính nghĩa. Cái điều mà chúng ta hiểu rằng là cái cuộc chiến vừa qua cũng vậy, chúng ta đã chủ trương nặng về vấn đề chính nghĩa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái người ngoại quốc, kể cả người Mỹ, họ cũng chỉ chú trọng về quyền lợi thôi. Và chính vì cái quyền lợi mà họ đã bắt tay với lại Tàu đó, để rồi họ đã nói thẳng là họ đã bỏ rơi Việt Nam, họ muốn chấm dứt cái chiến tranh. Nhưng mà một cái điểm ở đây chúng ta phải biết là nói ra thì có tình có lý, mình không thể mà kết án người Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì trước khi mà họ đã ra đi đó, họ đã để lại một cái gọi là Hiệp định Paris, tức là một cái hiệp định để mà chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình. Và chính vì cái hiệp định này, để cho chúng ta thấy rằng đây là một cái con đường, một cái sinh lộ của chúng ta. Và đó là cái niềm tin mà, cái mục tiêu mà chúng tôi đã theo đuổi trong suốt 17 năm qua, là tìm mọi cách để mà vận động tái hợp vấn đề của gia đình. Và trong cái dịp mà vừa qua ở tại Quốc hội Hoa Kỳ là một cái dịp mà chúng tôi nói lên cái điều này. Và trong này đó, sau cái bản lên tiếng mà chúng tôi gửi đến cho ông Tổng thống Donald Trump trong cái ngày hôm đó, thì trong đó chúng tôi có hai điều yêu cầu. Đó là thứ nhất là yêu cầu ông Tổng thống Donald Trump cũng như là các nước trên thế giới, những cái nước đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa trước đây, nhất là những cái nước đã từng tham gia ký kết trong cái hiệp định Paris, là phải làm sao để mà tái hợp lại cái hiệp định Paris thì mới trả lại một cái sự công bằng cho Việt Nam Cộng Hòa. Thật sự thưa quý vị là trong cái việc này chúng ta biết là nó là một cái sự rất là không có công bằng. Chúng ta là những người nạn nhân, chúng ta là những người đã chiến đấu để mình chống cộng sản, và cuối cùng chúng ta đã bị bức tử, nghĩa là một cái chết mà nghĩa là không ai ngờ. Một cái đất nước mà chúng ta đã từng có rất là nhiều những cái nước khác ngoại giao đó, và nằm trong 2/3 trong cái thành phần của Liên Hiệp Quốc, thế mà chỉ trong một phút chốc cái tên nước Việt Nam Cộng Hòa không còn trên bản đồ thế giới. Và chúng tôi cũng nêu ra những cái điểm quan trọng mà chúng tôi tại sao mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại ngày hôm nay đó. Cái lý do thứ nhất là do cái sự vi phạm hiệp định Paris. Do cái sự vi phạm hiệp định Paris mà Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ chạy, đã phải sụp đổ, đã phải rời khỏi đất nước để mà lưu vong hải ngoại. Và hiện bây giờ đó là cái người Việt Nam Cộng Hòa, tức là người công dân của Việt Nam Cộng Hòa có 2 triệu người ở trên nước Mỹ này và 2 triệu người khác ở trên thế giới. Tức là chúng ta có cái người của chúng ta trên khắp thế giới, có số người này không phải nhỏ. Cái thứ hai, cái bằng chứng thứ hai đó là cái chuyện mà do cái vấn đề mà cái hiệp định Paris. Cái hiệp định Paris trong đó có những cái điều khoản nói rõ về vấn đề mà chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách để mà tấn, để mà chiếm lấy, chuyển chiếm cái nước Việt Nam. Cái bằng chứng thứ ba đó là cái hiện diện của những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trên khắp thế giới. Cái điều này quý vị đã biết rồi. Đó là những cái mà chúng tôi đã phân tích để mà trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ và trình bày cho
cho các chính giới để cho hiểu rằng là Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại. Tức là trên vấn đề pháp lý, chúng ta không phải là chúng ta thua. Chúng ta thua ở đây đó là thua một cái thế cũng giống như Cộng sản thắng là thắng gian. Tức là, thưa quý vị, là một cái điểm mà may mắn cho chúng ta, đó là cái vấn đề Paris. Cái hiệp định Paris này ký trước năm 1973, chúng ta mất nước vào năm 1975. Đó. Thì trong năm 1973 đã cam kết cũng như các nước đã từng ký vào để mà chấm dứt vấn đề chiến tranh, đó, để mà tái lập hòa bình. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam đó, thì chúng ta cũng biết là trong cái bối cảnh hòa cảnh lúc bây giờ đó, thì vì Mỹ là muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam, mà trong đó cái người mà chúng ta phải nói là nói thẳng là lên án và nguyền rủa nhất đó là Henry Kissinger. Ông này đã tìm cách đi đêm đó, đi đêm với Trung Cộng và cũng như đi đêm với Cộng sản Việt Nam, đi đêm với Cộng sản Việt Nam để cam kết với Cộng sản Việt Nam là Mỹ không bao giờ trở lại, Mỹ sẽ không bao giờ can thiệp về cho trong cái chuyện nếu mà có những cái chuyện mà đánh đấm xảy ra đó, và không viện trợ, có nghĩa là có thể là cắt viện trợ, tức là rút lui khỏi, hoàn toàn khỏi cái Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta sau này chúng ta mới hiểu tại sao mà từ khi mà ký kết hiệp định Paris rồi mà Việt Cộng nó vẫn cứ tiếp tục, nó cứ vi phạm, tức là nó cứ đánh hoài, nó cứ đánh hoài. Nó biết là đánh là vi phạm, nhưng mà nó biết là nó sẽ đánh, bởi vì trước sau gì miền Nam cũng sụp đổ. Với cái lời cam kết của Hoa Kỳ qua cái miệng của Kissinger, Henry Kissinger, nó cũng giống như là Henry Kissinger đã gặp Chu Ân Lai để rồi cam kết với Chu Ân Lai, rồi Chu Ân Lai mới nhìn thấy đó mà tiến chiến đánh Hoàng Sa vào năm 1974. Nhưng mà họ không biết rằng 74 hay là 75 tất cả đều vi phạm hiệp định Paris, và đến giờ phút này người ta mới đem cái lý ra, đem cái lý ra, đem cái vấn đề luật pháp ra để mà bàn. Tất cả những cái chuyện mà ngay cả cái chuyện mà Dương Văn Minh đầu hàng vân vân và vân vân đều không có thể trên vấn đề luật pháp, người ta chỉ dựa vào cái vấn đề hiệp định Paris, và những cái gì xảy ra sau cái hiệp định Paris, tức là năm 1973 đều hoàn toàn vô giá trị. Và thưa quý vị, một lần nữa thì trong cái việc mà vừa qua ngày 25 tây tháng 10 mà ủy ban chúng tôi đã vận động để có một cái cuộc tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ, đây là một trong những cái nỗ lực cố gắng rất là nhiều. Chúng tôi chỉ là một tổ chức, nhưng mà chúng tôi làm cái việc này là vì cái danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa, vì cái quốc gia thân yêu của chúng ta, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì chúng tôi cũng mong rằng sau cái việc này nó sẽ có những cái việc kế tiếp mà chúng tôi quyết tâm, cái quyết tâm của chúng tôi là tiến đến cái vấn đề là làm sao để mà vận động để tái hợp vấn đề hiệp định Paris và đi đến cái chuyện kết thúc, đó là một ngày nào đó Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại thì mới giải quyết hết toàn bộ những cái gì nghĩa là đau khổ, những cái gì bi thảm, những cái gì nghĩa là nhục nhằn ở trên cái đất nước Việt Nam đang bị chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúng tôi xin ngừng ở đây và để chờ đợi nếu quý vị có những câu hỏi nào xin quý vị cho biết. Cái hình ảnh ở phía trên này đó, đây là cái hình ảnh trong cái cuộc mà ở tại Washington DC ngày 25 tháng 10 vừa qua, tức là cái việc là nó rất là rõ ràng. Có rồi, đó là của Trang Lan Sông. Dạ. Bắt lấy này cho có. Lấy lên đi, chút lên. Lấy lên một chút. Quý vị có thể xem một chút và quý vị cũng có thể xem qua cái trên cái Facebook nó có chiếu. Nhưng mà đó là một cái hình ảnh lịch sử, tại vì 44 năm thì lần đầu tiên ở tại Quốc hội Hoa Kỳ mới có một cái việc làm là chúng ta nói lên cái chính nghĩa cho Việt Nam Cộng Hòa.
Chứ âm thanh chưa thấy ạ. Và trong cái ngày nói trên theo chúng tôi biết là đồng bào ở tại quốc nội cũng như ở tại hải ngoại, mà nhất là những cái hội đoàn đấu tranh ở tại hải ngoại theo dõi rất là kỹ, con số có thể hàng triệu người ha. Những cái người mà họ cũng đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà dưới cái hình thức này hay là hình thức nọ. Và những chúng ta biết rằng là từ sau cái biến cố 75 đến nay đó, thì những cái người ở Việt Nam từ Nam đến Bắc tất cả đều mong mỏi là Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có cái yếu tố về pháp lý, chúng ta có thể trở lại bằng pháp lý. Thành ra cho nên trong cái dịp vừa qua chúng tôi ghi nhận là từ trên khắp các diễn đàn người ta theo dõi cái cuộc mà cuộc lần đầu tiên có tính chất lịch sử là có một cái cuộc tường trình trước quốc hội thì về vấn đề này. Và sau cái buổi này thì chúng tôi đã nhận ngay một vài cái tín hiệu rất là thuận lợi. Và cái việc này thì chúng tôi sẽ trình bày trong vòng mấy tuần lễ sắp tới. Vì cái chủ trương của ủy ban anh em chúng tôi đó là chúng tôi làm trước rồi nói sau, hay là có thực sự chứ chúng tôi không có nói trước. Nhưng mà thưa quý vị là chúng ta cứ tin rằng một cái thời hạn nào đó, đến một lúc nào đó thì cái vận hạn, cái thảm nạn của dân tộc Việt Nam sẽ phải chấm dứt. Trong cái ngày hôm đó chúng tôi rất là vui là có năm người Mỹ phát biểu, và trong đó có ba vị tướng đã từng tham gia trong chiến tranh Việt Nam, ba vị tướng Mỹ. Và tất cả những người này đó, sau khi mà xong cái cuộc mà tường trình rồi đó, cũng kéo về hết ở tại cái hội thanh niên, rồi cũng ăn uống với chúng tôi, chả giò vân vân, một cái bữa cơm trưa bình thường nhưng mà rất là vui vẻ. Thưa quý vị, là nếu mà quý vị có dịp mà quý vị xem ở trên YouTube thì trong một cái video clip mà chúng tôi trình bày về vấn đề Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì con số mà người xem đã lên vượt hơn 3 triệu người. Thành ra cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa nhiều người biết lắm, cả vấn đề hiệp định Paris vân vân, nhiều người biết lắm chứ không phải không biết, mà ngay cả nước Mỹ cũng biết chứ mình không phải là họ không biết đâu, họ biết. Nhưng vấn đề quan trọng là họ có giúp mình hay không, họ làm mình được hay không. Cái chuyện chính đó không phải là mình ngồi để mình gửi thư lên cho họ, những viết thư lên cho họ rồi họ làm, nó không phải như vậy, mà phải bằng tay, bằng chân, bằng công sức, bằng thì giờ bỏ ra đó. Và quan trọng nhất là phải cố gắng, phải kiên nhẫn thì mới thành công. Thưa mục sư Minh có ý kiến gì không? Xin mời mục sư. Mục sư có nói xin mời mục sư lên đây. Cảm ơn xin Vĩ Văn đã có cái sự niềm tin và dứt khoát để mà làm tất cả gì có thể làm được để chúng ta nói với thế giới rằng những nước đã ký trong hiệp định Paris phải tôn trọng được và làm phần của họ. Điều này rất là khó bởi vì nó qua 44 năm rồi, nhưng mà cảm ơn quý vị đã vẫn kiên nhẫn vẫn làm. Theo được biết thì chúng ta đang ở Mỹ thì cái sức mạnh đó mà chúng ta có được là lá phiếu. Thì theo được biết trên Facebook thì để mà chúng ta kêu gọi tổng thống Trump là
làm cái việc mà cần phải làm đối với những các nước cũng như đối với chế độ cộng sản Hà Nội là phải tôn trọng hiến pháp đi. Thì ý ký chúng ta cũng thấy ở lời phải tên 100.000 nhưng không biết là mình được bao nhiêu, tôi không biết được và tôi cũng chưa thấy rằng mình có được cái tin tức gì trải qua trong đó không. Nhưng mà tôi rất là cảm kích cái tinh thần của ủy ban đã cứ thấy làm đúng mà chúng ta cứ làm. Và như tôi thường nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta cứ cầu nguyện cho như là thành của hồn thiên sông núi cũng như là cái niềm tin của người Việt của chúng ta. Một trong lý do tôi là người tu sĩ, đúng luật của người tu sĩ là chỉ lo về cái niềm tin, nhưng mà tôi thấy được cái điều đó là trước khi là một tu sĩ, là một mục sư thì tôi là người Việt Nam. Và cái sự toàn văn của cái tổ quốc của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy được đó là đây là một cái giai đoạn rất là phải nói là sinh tử. Vì thế mà là một tu sĩ như tôi cứ làm phần của tôi, đó là làm tất cả gì để thể làm được để đóng góp cái công sức của mình vào sự tồn vong của người Việt Nam của chúng ta trên thế giới này cũng như trên trái đất hình nghĩa. Bởi vì quý vị đã thấy rằng đó là Đảng Cộng sản nó đã rõ ràng nó đã bán quốc gia của chúng ta cho tàu cạn rồi. Nếu mà chúng ta không làm phần của chúng ta thì chúng ta cứ ngồi đó mà cầu nguyện. Như tôi đã nói nãy là mình đã tặng nhân lực của tiên tri mình thì đương nhiên mình cầu nguyện, nhưng mình phải làm phần của mình, đó là cầu nguyện Chúa để cho người Việt Nam chúng ta hiểu đó. Chúng ta cứ nói có nhiều người không tin rằng mình sẽ bị mất nước và mình sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà chúng ta nhìn đơn sơ là năm 79 tập xin lỗi Đảng Tiến Bình đã đưa chính sách một con, và bây giờ người Tàu nó đã dư từ 30 triệu đến 50 triệu thanh niên dưới 40 tuổi không có vợ được. Thì như vậy với cái đạo quân đó nó đi qua Việt Nam của mình trong vòng chỉ một thế hệ thôi là coi như là mình không còn gì nữa cả. Cho nên là một điều mà rất là trăn trở và trách nhiệm của người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm phần của mình để mà vừa làm vừa cầu nguyện cho hồn thiên xuống núi sẽ giúp đỡ cho quý vị để mà chân cứng đá mềm cứ tiếp tục chiến đấu. Và trách nhiệm của chúng ta và những người Việt phải làm điều đó và cứ kêu gọi người Việt của chúng ta. Như ở nước Mỹ chúng ta được 2 triệu, trên thế giới chúng ta thêm 2 triệu nữa, 4 triệu cũng một con số rất là đông. Nhưng mà con số này sẽ còn người Việt Nam hay không á, thì chúng ta phải làm phần của chúng ta cũng như vận động đồng bào trong nước để mà tìm cái sống trong cái chết, để mà đứng lên. Mong ước rằng sẽ có nhiều người có tấm lòng với dân tộc, ngay cả những người thuộc chế độ Cộng sản Hà Nội, như tôi đã đọc trên Facebook để thấy tướng Lê Mã Lương đã sẵn sàng để mà nói rằng chẳng hạn có Việt Nam Cộng hòa còn hơn là giữ Đảng Cộng sản. Thì đó là điều rất là tích cực. Chúng ta bảo vệ cái sự tồn vong của Tổ quốc chúng ta trước đã, rồi vấn đề chính kiến chúng ta tính sau. Tôi nghĩ là như vậy nó tốt hơn là chúng ta cứ đòi hỏi rằng phải có tôi thì không có anh, như vậy thì chúng ta sẽ mất hết. Cho nên cầu nguyện Chúa cho mỗi chúng ta cứ làm phần của mình và tiếp tục ở trong cái niềm tin rằng cái chân lý sẽ cuối cùng sẽ chiến thắng. Nguyện xin Thiên Chúa ban phước trên ủy ban và đồng bào của chúng ta cũng như hồn trên sông núi sẽ còn hai chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Vâng, xin cảm ơn một chú Minh. Tiếp tục tôi xin mời anh Thanh Phong có những câu hỏi. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là cảm động là có nhà báo Thanh Phong, nhà báo Thanh Huy và cũng như anh Lâm Hoài Thạch là những cái người mà đã theo dõi sát cái ủy ban của chúng tôi trong những năm qua, phải nói là nhìn thấy những cái bước mà bước đi và cũng như những cái bước thăng trầm của ủy ban. Xin mời anh Thanh Phong. Xin ba vị trong ủy ban, trong nhất là trong cái cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì các vị các viên chức của Quốc hội Hoa Kỳ họ cứ nhận được gì như thế này. Tôi xin trả lời. Thực sự ra đó là trong cái việc mà tường trình trước cái Quốc hội Hoa Kỳ là sở dĩ có được cái cuộc tường trình này là do cái sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ John Cornyn, tức là một
trên nguyên tắc là phải có một thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu nào đó bảo trợ thì mới được sinh hoạt ở tại cái hội trường ở tại Quốc hội. Về cái việc mà hứa hẹn thì thật sự ra đó, trong cái ngày hôm đó đó, mà trong cái cuộc tường trình này đó, không có một cái sự hứa hẹn nào cả. Tức là không ai có quyền để mà hứa hẹn gì. Ngay cả chúng ta cũng biết là trong cái dịp mà Hoàng Chí Phong, tức là từ Hồng Kông, đã qua có một cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, và do một cái ủy ban ở trong cái Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức, thì sau khi cái phần điều trần của Hoàng Chí Phong thì Quốc hội họ cũng không có một cái lời hứa hẹn nào. Họ chỉ ghi nhận, họ chỉ ghi nhận thôi. Thành ra thưa anh Thế Phong là cái việc mà làm cái gì đó thì nó sẽ nét trong những ngày tới, nó sẽ có là đó là một cái sự thương lượng hoặc là cái sự mà liên lạc giữa chúng tôi với lại một số những giới chức ở trong Quốc hội hoặc là giới chức trong chính quyền, chứ không bao giờ mà họ có thể là nó họ sẽ nói ôi việc này chúng tôi sẽ như thế này thế này thế kia, không có như vậy. Dạ thưa anh không, dạ anh nói. Có một câu hỏi khác nữa là theo chúng tôi được biết đó, hiện nay chúng ta có hai cái tổ chức cùng với một cái mục đích như thế này, tức là cái mục đích cái tổ chức của quý vị và một tổ chức khác nữa của ông Lê Trọng Phát. Thì theo tôi nghĩ là tại sao mà chúng ta không phối hợp lại với nhau để đi vào cùng một mục đích mà lại có hai tổ chức như vậy, nó đâm ra hai cái, nó đâm có cái vẻ như là không có đoàn kết, và dưới con mắt của những người ngoại quốc ấy, thì họ thấy nói cái việc này không mà đã có hai cái tổ chức khác nhau cùng đến quốc hội hay là cùng đến gặp các thượng nghị sĩ ở trên đường quốc hội, thì nó tôi thấy nó hơi bất lợi. Quý vị có nghĩ rằng là một ngày nào đó hai tổ chức sẽ phối hợp lại để mà làm chung một cái việc nó có lợi hơn không? Từ cảm ơn anh Thanh Phong. Thì thực sự ra đó, hiện nay đó, chúng ta biết là tổ chức của luật sư Lê Trọng Quát, tức là luật sư Lê Trọng Quát là cũng là một thành viên ở trong cái chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, trong cái phủ thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa, ông là Quốc Vụ Khanh. Và hiện bây giờ ông đang là ông gọi là thủ tướng của cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Thì nói đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa liên quan đến chính phủ thì hiện nay ở tại hải ngoại chúng ta biết là có ba chính phủ, đó là chính phủ của ông Đào Minh Quân, chính phủ của ông Nguyễn Thế Quang ở tại San Jose, và chính phủ thứ ba đó là chính phủ của luật sư Lê Trọng Quát. Thì thật sự ra trong ba chính phủ này thì chính phủ luật sư Lê Trọng Quát vẫn là một chính phủ mà chúng ta có thể đặt cái niềm tin tưởng nhiều hơn, bởi vì cái tư thế của họ, cái tư cách của họ và trong cái quá khứ của họ nó đã nằm ở trong cái thành phần của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Riêng về phía chúng tôi thì như quý vị biết là chúng tôi hoạt động dưới cái danh nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa Foundation hoặc là Ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa từ đã là cả hơn mười mấy năm nay đó. Và nhất là cái thời kỳ được chuyển qua từ Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn cho đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và cho đến bây giờ là chúng tôi đang phụ trách. Thì cái chủ trương của chúng tôi luôn luôn vẫn là đoàn kết, nhưng mà chúng tôi không có mang cái danh nghĩa là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và cái việc làm ở đây cho đến giờ phút này thì cái chuyện mà vận động đối với cái chuyện chính mà trong cái vấn đề mà vận động chính trị cũng như vận động pháp lý thì phải nói là vận động nơi cái chốn công quyền, tức là Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là Tổng thống Hoa Kỳ và đồng thời các nước khác, thì cho đến giờ phút này chúng tôi ghi nhận là về phía bên luật sư Lê Trọng Hoát là chưa có một cái nỗ lực nào để mà vận động về cái việc này để mà chúng ta nhìn thấy có thể được chạm lẫn nhau. Đó là cái ghi nhận. Một cái điểm nữa mà chúng ta biết rằng là về phía chúng tôi đó thì chúng tôi chỉ là những người gọi là đại diện với một cái hội đó là đại diện cho quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đó, dưới cái danh nghĩa như vậy. Và chúng tôi đã đi hoạt động và
đã có một cái tính chất gọi là được cái sự đón nhận, là bởi vì cái hội này là một cái hội có đăng ký, có ghi danh, có như là nằm trong cái luật pháp của Hoa Kỳ. Thì trong tương lai đó, thì chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà trong tương lai thì nếu mà trường hợp tất cả đều đeo đuổi cùng một cái mục đích thì cái việc kết hợp này cũng dễ dàng thôi, tại vì chúng ta làm chung cho đất nước mà. Nhưng mà cái vấn đề song hành hiện bây giờ đó, thì chúng tôi chỉ mới thấy là những cái nỗ lực của chúng tôi, còn về phía bên kia thì luật sư Lê Trọng Quát chỉ có gửi thư lên cho ông Tổng thống Donald Trump thôi, mà bên cạnh đó còn về phía bên cái lập trường, có thể nói là cái đường hướng của luật sư Lê Trọng Quát là còn gửi thư cho Bộ Chính trị Cộng sản tại Hà Nội, gửi thư và kêu gọi cái thành phần công an cũng như bộ đội, những cái người ở tại Hà Nội, những cái người phản tĩnh để mà đứng dậy để lật đổ cái thành phần mà gọi là thành phần cầm đầu của cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đó là cái những cái văn thư đó nó có ở trên cái website của Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng hòa Lê Trọng Quát. Và cái điều này là chúng tôi thì thật sự đây là một cái dị ứng đối với chúng tôi, bởi vì cái chúng tôi là luôn luôn có một cái quan điểm rằng là không chấp nhận cộng sản dưới bất kỳ một hình thức nào, tức là không có bắt tay, không có hòa hợp hòa giải, không và không. Có nghĩa là chúng tôi nghĩa là chẳng thà, giống như là ông tướng Trần Đình Trọng nói rằng là thà là Mỹ Việt Nam còn hơn là Vương Đất Bắc, bởi vì phải nói đất nước chúng ta đã quá nhiều cái sự lừa gạt bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam từ bao nhiêu năm nay đó, chúng ta không thể nào tin họ được tất cả. Nhưng mà nếu một ai mà tin cộng sản có thể thay đổi thì cái chuyện đó rất là khó khăn. Và chúng tôi cũng công nhận là trong cộng sản cũng có những người họ tỉnh ngộ, nhưng mà thật sự họ tỉnh ngộ quá muộn, khi mà họ có quyền hành trong tay họ không dám làm một cái gì cả. Rồi khi mà họ đã hết quyền hành rồi thì họ mới biết là họ ca ngợi cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa, họ mới chú ý mới lại cái đám đảng cộng sản, thì cái lúc đó họ không làm được cái gì cả. Và chúng ta biết rằng cái tình trạng trên đất nước nó càng ngày càng, ngay cả cái chuyện mà chúng ta ở ngoài này cũng vậy, nó càng ngày nó càng ít người đi, vân vân và vân vân. Thưa anh Thanh Phong, thông cảm cho là chúng tôi rất là sẵn sàng. Ngay cả cái việc mà đến giờ này nếu có một tổ chức nào, nếu có những người nào mà đấu tranh cho đất nước, đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, chúng tôi hoan nghênh vô cùng. Nhưng mà thật sự rằng cái việc làm hiện nay đó chưa đủ để mà thuyết phục, chưa đủ để mà thuyết phục để mà chúng tôi có thể nghĩa là có thể là làm như thế nào đó để mà trở lại. Thưa quý vị, có ai có những câu hỏi nào không ạ? Dạ. Hôm bữa đó ở quốc hội có mấy người trong nhóm chúng ta lên phát biểu và cái ông ấy kia ông nói gì? Cái ông đó đó, ở trong cái tập này thì dạ, ông đó là ông Robert Smith. Ông này là một người chủ tịch của một cái hội cựu chiến binh ở tại cựu chiến binh Hoa Kỳ ở tại Fairfax của tiểu bang Virginia. Thì trong cái phần phát biểu chỉ có 10 người cả hết thôi, 5 người Việt Nam và 5 người Mỹ. Thì trong số 5 người Mỹ như chúng tôi trình bày, có 5 người Mỹ thì đều là cựu chiến binh hết cả. Và trong đó có 3 vị tướng của Mỹ, tướng của Hoa Kỳ đó. Thành ra đó là một cái điểm mà chúng tôi cũng rất là vui mừng, ở cái chỗ là một số những cựu chiến binh Mỹ cũng có đến tham dự, mặc dù rất là ít. Nhưng mà chúng ta biết là những cái người mà cựu chiến binh mà giờ này còn đi được tuổi tác 70, 80 trở lên rồi. Thì trong cái sinh hoạt đó là hoàn toàn bằng tiếng Anh, thưa chị. Và tất cả nó đi đúng theo cái chương trình. Về cái tập này là cái tập mà chúng tôi đã phát ra trong ngày hôm đó.
ở tại trại quốc hội Hoa Kỳ. Ở trong một tương lai gần, một ngày rất là gần, chúng tôi sẽ làm cái tập này lại, cái tập này lại, trong đó để những cái phần gọi là phần phát biểu của tất cả những cái vị tham dự, bởi vì cái này là một cái tập tài liệu rất là quý báu. Bởi vì cái tập này, thưa quý vị, là trong cái ngày phát biểu đó, chúng ta có thể là sau này, trong tương lai, người ta sẽ dựa vào cái tập này để mà sửa đổi lại cái lịch sử chiến tranh Việt Nam tại Mỹ. Mà từ lâu nay không có ai làm việc này, khổ như vậy. Cái vấn đề chính của chúng ta là nó là cái nơi, một cái diễn đàn của Quốc hội. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng, và chúng ta được vinh dự để làm cái điều này. Thì cái này sẽ đưa lên website và đồng thời sẽ gửi đi khắp nơi, nhất là cái giới truyền thông và cái giới chính trị của Hoa Kỳ. Cái video thu đầy đủ hết. Cái này nó chỉ là một cái livestream của một người của đài truyền hình Hoa Thịnh Đốn. Đó, người Việt Hoa Thịnh Đốn. Họ thu bằng cách là họ để như vậy rồi họ đưa lên ở trên livestream trước. Đó. Về bên cạnh đó cũng có một đài truyền hình khác họ thu rõ hơn. Đó, và họ đang làm ở trên, đưa lên trên YouTube. Nhưng mà đó là những cái tài liệu. Dạ, thưa quý vị là quý vị có còn câu hỏi hay không? Có mình là xin hỏi. Dạ, thưa anh Phong. Đây, cái này không phải là câu hỏi, nhưng mà tôi là phóng viên và tiếp xúc với những người thành trong cộng đồng mình. Cho nên tôi nghe được những cái lời của người ta nói, và tôi nên việc mà gặp ba vị ở đây thì chúng tôi nêu lại những cái ý kiến của người ta thôi. Yeah. Để quý vị tùy nghi. Thứ nhất là người ta nói như thế này, là quý vị có hai cái danh xưng, một là Ủy ban Vận động Việt Nam Cộng Hòa trở lại, cái đó rất tốt, cái đó đúng. Cái thứ hai là có một cái danh xưng khác mà quý vị dùng là Ủy ban Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, cái đó mới là cái làm cho người ta xa lánh quý vị. Bởi vì người ta nghĩ rằng các vị có cái tham vọng là trở nên tổng thống hay là thủ tướng của Việt Nam trong tương lai. Người ta nhớ lại cái câu mà hồi xưa ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, ông đã từng một thời kỳ ông là chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia trước khi là tổng thống đó. Cho nên người ta nghĩ như thế, và người ta cho là quý vị có cái tham vọng lớn. Cho nên xin quý vị là tôi nghĩ rằng cái danh xưng là Ủy ban Vận động Việt Nam Cộng Hòa trở lại là rất rất hay và rất tốt cho mọi người. Chứ đừng có dùng cái danh từ Ủy ban Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thưa với anh Thanh Phong và thưa với quý vị, sở dĩ mà chúng tôi dùng cái danh nghĩa, cái danh từ mà Việt Nam Cộng Hòa, Ủy ban Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, đó là chúng tôi dùng trong một cái giấy phép để mà xin phép thành lập một cái hội để mà hoạt động ở tại hợp pháp ở tại nước Mỹ này. Đó là một cái license, và cái đó nó phát xuất từ cái lúc mà giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, khi mà sau khi chúng tôi có một cái sự cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Mà thật sự thưa quý vị rằng những cái người mà suy nghĩ như vậy đó, thì quý vị nhìn lại họ đã làm được cái gì cho đất nước, cho đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa. Mình phải nhìn lại họ trước. Cái lời mà những người ta bàn ra bàn vô nói nhiều lắm, nhiều lắm đó. Nhưng mà họ có ngoài ra cái đó, họ còn cái gì thay thế hơn hay hơn không? Hay là họ chỉ nói ra đưa góp ý vậy thôi, rồi nghe không nghe là quý vị. Cái chuyện đó chúng ta biết rằng trong cái cộng đồng mình, nghĩa là thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, thật sự như vậy. Thì phải biết rằng là trên nguyên tắc về vấn đề luật pháp, thì mình muốn đấu tranh cho cộng đồng hay là đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa, mình phải tổ chức ra một cái hội. Để nếu mà thành lập một cái hội thì phải đúng cái danh nghĩa đó. Và thật sự phải nói rằng là như quý vị biết rằng là những cái phái đoàn, những cái người mà gọi là cũng hoạt động cho Việt Nam Cộng Hòa về mặt pháp lý này đó,
từ trước đến nay chưa ghi nhận là chưa có một ai đi vào trong Quốc hội Hoa Kỳ hay là trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay là trực tiếp với lại Tổng thống Hoa Kỳ, chưa có. Mà sở dĩ tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi được như vậy là bởi vì chúng tôi phải dùng cái danh xưng có tính cách Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho một cái thành phần nào đó thì mới được cái sự mà tiếp xúc như vậy. À, thì đó là nói trên nguyên tắc. Đúng, đúng như vậy. Yeah. Thì thưa quý vị, là thật sự ra Quốc hội cũng như nhiều người người ta không có dị ứng với cái chữ, nghĩa là không dị ứng nha, mình Việt Nam thì dị ứng, nhưng mà cái tiếng Anh của nó gọi là Việt Nam, Republic of Vietnam Leadership Committee, mà dịch ra tiếng Việt là Ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Thật sự ra đó, chúng tôi dùng cái danh nghĩa này đối với người Mỹ, đối với trong cái công cuộc vận động, chứ chúng tôi không có dùng đối với trong cái cộng đồng Việt Nam. Đó. Và trong cái cộng đồng Việt Nam thì chúng tôi vẫn dùng cái chữ gọi là Ủy ban vận động cho Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Đó. Thì cái đó nó là có tính cách phong trào, nó tính cách là mục tiêu. Đó. Thật ra thưa anh Thanh Phong, thật sự ra chúng tôi cũng hiểu cái chuyện dị ứng đó, và chúng tôi cũng ít khi nào chúng tôi dùng cái danh nghĩa mà gọi sự văn đại đạt Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi biết mà. Thì cái vấn đề ở đây đó là thật sự ra chúng ta nó có những cái lầm lẫn rất là tai hại. Làm thì chưa làm được cái gì, nhưng mà danh nghĩa thì rất là kêu. Anh để ý là tất cả những cái hội đoàn được thành lập từ 44 năm nay đó, hội đoàn nào cũng là tự do, dân chủ, nhân quyền, nghĩa là những cái danh từ rất là, nghĩa là cao ta, cao cả. Nhưng mà mình nhìn lại cái thực chất làm được cái gì cho đất nước, đó là một cái điểm. Thành ra cái chuyện danh nghĩa đó, mình chú trọng quá cái danh nghĩa, cũng giống như mình chú trọng, mình nói nhiều quá mình không có làm, thì hóa ra nó thành nó cũng trớt vớt hết cả. Thưa cô, thưa là cái mục tiêu, để nói cho nghe là cái mục tiêu của ủy ban đó là vận động chính trị ở tại Hoa Kỳ. Trong chính trị Hoa Kỳ thì gồm có các cái cơ quan là Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Tổng thống. Bởi vì cái, thưa quý vị, một cái điều sự thật có nhiều người đó, giống như là thưa mục sư Minh khi nãy nói đó, là có một cái lá thư của một linh mục Vũ Ninh ở tại Florida, ông kêu gọi mọi người ký vào trong một cái thỉnh nguyện thư để gửi lên cho Tổng thống Donald Trump, và ký vào theo cái một cái hình thức gọi là nó, nếu mà trong vòng gọi là 30 ngày mà có đủ 100.000 chữ ký đó, thì sau đó Tổng thống Donald Trump trong vòng 2 tháng phải trả lời cái bản nghị quyết đó, cái petition đó, đó. Thì thật sự là không may mắn là chúng ta đã làm tới 30 ngày thì chỉ vỏn vẹn chỉ gần khoảng 5.000 thôi. Đó. Cái con số đó để cho thấy là cái sự hưởng ứng của đồng bào lúc bây giờ như thế nào. Chúng tôi biết cái nỗ lực của linh mục Vũ Ninh rất là nhiều, và nỗ lực của ngay cả cái nhóm, những cái nhóm mà ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết cái thực tế luôn luôn nó phụ thuộc. Chính chúng tôi cũng ôm ấp cái hoài bão đó. Khi chúng tôi làm cái việc mà ngày 25 tây tháng 10, chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện này là một cái chuyện đúng, tất cả cộng đồng đều phải tham gia, mọi người đều phải hỗ trợ. Nhưng mà cái sự thật nó là như thế nào chúng tôi biết hơi rất rõ. Chúng tôi biết rằng là nói gì cho nhiều, mình cũng phải tự lo mà thôi. Đó. Đó. Cái người đi trước thì cái người mà ăn khổ thì đi trước, mà lội nước thì đi sau, thế thôi. Có nhiều người chúng tôi không ngạc nhiên. Và thưa với lại anh đó, thì cái việc mà hiện nay thưa với lại một sư minh, với lại thưa quý vị, chúng ta gửi thư để yêu cầu Tổng thống Donald Trump tái mở điều kiện này, thì trên vấn đề nghĩa là những cái gì mà luật pháp mà chúng tôi học hỏi đó, ông Trump không làm được. Đây là vấn đề quốc gia,
mà nói là quốc gia đó, thì ông Trung phải được cái sự đồng ý của bên quốc hội, của bên tư pháp, tức là tư pháp, lập pháp, hành pháp đều đồng ý. Và dĩ nhiên cái chính sách của Mỹ về vấn đề ngoại giao phải thay đổi, mà phải thay đổi gần như là 180 độ. Thì quý vị hiểu rằng cái việc này nó khó như thế nào. Cho nên á, những cái người làm chính trị như chúng ta lúc bây giờ cứ đơn thuần là cứ hay nói ông Trung thế này, nói ông Trung thế kia, gửi thư lên ông Trung yêu cầu là xong. Xin thưa, không có xong. Mặc dù đó có nhiều người vẫn nói là nếu mà Mỹ đồng ý thì Mỹ vẫn có thể là thay đổi hết cục diện. Thì cái chuyện này chúng ta cũng biết rồi, nó cũng có thể có xảy ra. Nhưng mà lúc bây giờ như chúng tôi trình bày quý vị khi nãy, đó là trong cái lịch sử chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ, người ta đã gần như người ta đã quên mất bốn cái chữ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Và cái vấn đề lúc bây giờ đó, mình phải tìm cách để mà mình phục hoạt cái Việt Nam Cộng Hòa trở lại, đó, phục hồi cái danh dự trở lại, chứng minh trở lại, để rồi trước khi nói chuyện trước, dạ thưa chị Nhung. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi, tức là ngoài cái Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta biết là Hoa Kỳ là một cái nước chính trong cái vấn đề chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ là một đồng minh gần nhất và duy nhất của chúng ta trong cái chiến tranh Việt Nam. Nếu mà Hoa Kỳ không có hỗ trợ chúng ta đó, là thật sự chúng ta có thể mất nước từ trước 75 chứ không phải tới lại tới ngày 75. Thành ra Hoa Kỳ là một nước quan trọng, và cái may mắn của chúng ta là chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ. Đó. Cái việc làm của chúng ta đó, chúng ta hay hơn, tốt hơn, thuận lợi hơn là những người ở trong nước. Đó. Những người trong nước cũng là Việt Nam Cộng Hòa vậy. Nhưng mà cái vấn đề kế tiếp là chúng tôi sẽ vận động các cái nước đã từng ký kết trong cái Hiệp định Paris. Bởi vì trong cái Hiệp định Paris nó có một cái điều yêu cầu quan trọng là chỉ cần 6 nước đồng ý thì cái vấn đề một cái hội nghị về Hiệp định Paris sẽ được tái hợp trở lại. Đó là cái mục tiêu. Đồng thời đó, chúng tôi cũng không quên là sẽ đi vận động các nước trước đây đã từng là đồng minh của Hoa Kỳ, vận động họ cái gì? Vận động đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, vận động để mà mình bây giờ là mình mất hết tất cả rồi đó. Mình tới mình cầu cứu một cái người bạn của mình để coi thì cái lòng người nó như thế nào đó. Thì cái chuyện vận động như thế nào, quý vị biết rằng là chúng ta lúc bây giờ chúng ta thiếu hẳn mọi phương tiện, mọi tất cả. Chúng ta chỉ kêu gọi cái lương tâm của những người bạn, của những người trước đây đã từng giao hảo với Việt Nam Cộng Hòa. Và cái việc này đó, cũng chẳng còn gì để mà xấu hổ nữa cả. Chúng ta mất hết tất cả rồi. Và bây giờ chúng ta đang cố tìm lại, bởi vì chúng ta thương yêu cái đất nước Việt Nam mình, những cái thế hệ trẻ sau này đó, những cái lớp người như chúng ta bây giờ thôi nó đã qua rồi đó, nhưng mà những cái thế hệ kế tiếp là những cái thế hệ mà nằm càng nằm sau trong cái chế độ cộng sản thì càng đau khổ, càng vi phạm đó. Thì cái mục tiêu chắc chắn là chúng tôi sẽ đẩy mạnh trong những ngày sắp tới, tức là sau cái việc này rồi đó, nó đã có những cái việc nét kế tiếp. Nhưng mà trên nguyên tắc, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi không có nói trước. Chúng tôi chủ trương là làm thực sự, làm trước rồi nói sau, hoặc là cái gì nó có hiện hữu, có thực đó, thì mới nói đó. Chứ còn không có thì không, tại vì mình là trao trọng, đã uống nước được rồi. Một từ thưa quý vị, thành ra bây giờ mình cẩn thận hơn đó, cẩn thận hơn. Về cái vấn đề kết quả Canada thì như chúng ta biết là nếu mà nói là 6 nước đó, 6 nước, nếu mà có 6 nước đồng ý thì cái vấn đề tái hợp Hiệp định Paris rất là dễ dàng. Thì trong đó, thứ nhất mình phải biết mình đừng có thừa nhận, mình phải thừa nhận mình là Việt Nam Cộng Hòa đó. Khi mà chúng tôi đến nước quốc hội đi khắp các nơi, chúng tôi nói rằng trước khi chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ thì chúng tôi là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, một cái đất nước đã bị rơi vào tay cộng sản, đã bị cộng sản xâm lăng. Thành ra cho nên đó, cái việc mà chúng ta làm như vậy đó, thì nó trước hết là chúng ta phải công nhận chúng ta trước. Mình đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa, mình không mạnh dạn, mình nói tôi là bộ phận này bộ kia, chúng tôi là những người thuộc quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã ngồi lại và chúng tôi đã bầu ra một cái ủy ban, và cái ủy ban nó mang tên là ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa.
chúng tôi không có tự xưng. Xin nhớ rằng chúng tôi không có tự xưng. Đó, chúng tôi ngồi lại để bầu lại. Và cái chuyện mà danh xưng cũng như những cái nhân sự là do mọi người cùng ngồi lại để bầu lên, có tính cách dân chủ. Và chính vì cái điều đó mà nó cho chúng tôi có được phép liên tục hoạt động từ trước đến nay. Thì cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy là ở tại Canada nó có một cái sự thuận lợi là vào năm 2012 thì ở tại Canada họ tổ chức quốc hội, Canada tổ chức một cái cuộc họp hội nghị bàn tròn về Biển Đông, và trong đó là nói đến vấn đề hiện tượng Bahi. Một cái câu nói ám chỉ là tất cả những cái chuyện Biển Đông, những cái khó khăn trên Biển Đông hiện nay đó, những căng thẳng ở đây hiện nay đó, muốn giải quyết chỉ còn có cái hiện tượng Bahi mà thôi. Quả nhiên là như vậy. Và trong cái ngày mà cái hội nghị bàn tròn đó thì Quốc hội Canada đã có mời cái ủy ban lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đến tham dự, và trong đó cái người dẫn đầu là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông là chủ tịch. Và cái phái đoàn đi tham dự đó cũng lên tới hai mươi mấy người ở trong cái ủy ban. Thì cái đó là một cái yếu tố chúng ta thấy là Canada họ cũng là một thành viên trong cái hiệp định Paris, và gần như là có một cái sự đồng tình trong cái việc này. Và dĩ nhiên là trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ quay trở lại. Còn những cái nước kế tiếp đó là nước Ba Lan. Nước Ba Lan đó là cái ông thủ tướng đã từng cam kết nói chuyện với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để cho biết rằng chúng tôi vừa trở lại, chúng tôi hơn ai hết chúng tôi hiểu thông cảm cái nước Việt Nam Cộng Hòa. Và cái nơi mà chúng tôi mời giáo sư đến đứng ở đây đó, đây là cái nơi mà tất cả những cái cuộc họp ở trên quốc tế này là đã được mở ra, và để cho giáo sư thấy rằng là cái việc mà chúng tôi quý trọng cái nước Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Đó. Thì thật sự ra đó, chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi. Trong số 12 nước thì chúng ta có thể bỏ ra 3 nước, đó là Trung Cộng là 1, Việt Cộng là 2, Mặt trận Giải phóng miền Nam là 3. Thì còn lại là 9 nước. 9 nước trong đó chúng ta chưa có tin tưởng là Nga Xô. Nga Xô bây giờ cũng còn là cộng sản, nhưng mà Nga Xô là cũng là một cái nước có thể là độc tài ông Putin, nhưng mà không còn là cộng sản nữa. Thì ví dụ giả dụ như chúng ta không có nói chuyện Nga Xô thì cũng còn 8 nước. Đó, 8 nước thì chúng ta là một rồi, thì chúng ta thêm 5 nước nữa. Thưa các anh chị, tôi nghĩ rằng là cái việc mà đấu tranh của chúng ta đó, phải nói rõ là chúng ta vô cùng khó khăn, không ai nói dễ dàng cả. Nếu dễ dàng thì người ta đã làm rồi. Cái khó khăn của chúng ta là thiếu hẳn cái phương tiện tài và lực. Đây là một cái chuyện nỗ lực để mà cứu một cái đất nước mà đâu có phải dễ dàng. Nhưng mà chúng tôi không có nản chí, chúng tôi bằng mọi cách là ở trong cái ủy ban hiện nay đó, là chúng tôi có, thưa các anh chị, 100 người trong cái ủy ban gọi là cái bo của ủy ban, cái bo director, 100 người. Trong đó những cố vấn, những cái thành phần mà tham gia ở trong này chúng tôi có cái, và chúng tôi có một cái list trên hết, có thể nghĩa là cả hàng ngàn người ủng hộ viên. Mà chị Phúng còn nhớ là cách đây là 5-7 năm về trước, khi mà chúng tôi kêu gọi ký vào cái thỉnh nguyện thư đó, thì trong cái thỉnh nguyện thư mà ở trên net đó, ghi nhận là 35.000 người đã ký trong cái thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thì thật sự phải nói rằng là cái việc làm của chúng ta nói chung là chúng ta chỉ còn cố gắng thôi. Đó, trăm dâu dỗ đầu tầm, nhưng mà cái chuyện này là cái nỗ lực, và những anh em chúng tôi luôn luôn cố gắng để mà đi cho đến cái mục đích. Mặc dù nếu chúng ta có phương tiện chúng ta đi nhanh hơn, không có phương tiện thì chúng ta đi bộ, chứ vì biết làm sao bây giờ, không lẽ là bỏ cuộc. Mà cái tình hình phải nói là sức khỏe cũng đã yếu mòn rồi, cái giờ này là cái giờ cuối cùng, giờ chót, một cái thế hệ sắp sửa đã ra đi. Mà quý vị nhớ rằng một khi mà những người Việt Nam Cộng Hòa mà đã chết, đã không còn nữa, thì cái vấn đề pháp lý có thể là phải là gần như là phải dẹp. Bởi vì cái việc mà đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa phải là những người Việt Nam Cộng Hòa. Mình không thể nào để cho cái giới hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa làm được, hay là người khác làm được, mà chính chúng ta phải làm. Thành ra cái thời gian còn lại của chúng ta rất là ngắn.
và dĩ nhiên đó là đòi hỏi những cái nỗ lực của chúng tôi trong những ngày sắp tới. Và chúng tôi đã cố gắng hứa là trong năm nay và năm tới, tức là năm 2020, đó là những năm mà chúng tôi sẽ dồn mọi cái nỗ lực, dùng bất cứ một cái gì chúng ta có để mà đẩy mạnh, nhất là cái công việc vận động các nước, vận động quốc tế. Bởi vì cái việc này nó là cái việc vận động pháp lý mà, nó không có nguy hiểm, nó chỉ cần có thêm tiền bạc thôi đó. Và nó cũng không có đòi hỏi phải cả triệu người hay là 50.000 người, càng nhiều người nó càng phức tạp đó. Nhất là khi mà chúng ta đã có một cái kế hoạch rất là rõ ràng rồi, thì cứ theo kế hoạch đó mà làm thôi đó. Thì nó không có đòi hỏi nhiều, nhưng mà dĩ nhiên cũng cần cái sự hỗ trợ của tất cả quý vị, từ vấn đề tinh thần, vật chất, hỗ trợ được chừng nào hay chừng đó để mà anh em chúng tôi có thêm cái tinh thần tiếp tục đi tới. Bây giờ là 11:26, thưa quý vị là có câu hỏi nào được không? Thưa anh Quang. Thưa là cái video này đó sẽ được đưa lên ở trên Facebook, nếu Facebook của Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì nếu quý vị nào muốn lấy rõ hiện bây giờ đó, ngay chính bây giờ đã qua cái live stream của Tâm An và qua cái live stream của chị Thuấn, là bây giờ người ta, mọi người đang theo dõi, nhờ là trên khắp thế giới đang theo dõi. Chúng tôi xin cảm ơn cô Thuấn với lại cô Tâm An, với lại anh bạn đó. Anh Ním Chí Cầm, anh Vũ. Thưa quý vị, bây giờ là có thể là chúng ta chấm dứt cái cuộc họp báo. Chúng tôi cảm ơn nhà báo Thanh Phong, nhà báo Thanh Vi và nhà báo Năm Hoài Thạch của người Việt. Và trước khi mà chúng ta chia tay ra về, mời quý vị cùng đứng chung với chúng tôi chụp chung một tấm hình nha, trước khi chúng ta chia tay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn.